Vậy thì điều quan trọng ở đây, trong công việc của đội nhóm, là cách thức làm việc của bạn. Người ta biết là các bạn có khả năng. Nếu bạn trong một đội nhóm, có nghĩa là bạn có khả năng, nhưng không phải là vì thế mà bạn phải áp đặt với mọi người. Vấn đề là cách bạn làm, thái độ mới là quan trọng, thái độ làm việc với những người khác. Tôi luôn tìm điều này, đó không phải chỉ là khả năng của bạn, tức là khả năng về mặt kỹ thuật, nhưng là thái độ của bạn sẽ đưa bạn đến một tầm cao nào đó. Một người Ấn Độ đã nói, tôi quên mất tên của người đó, nhưng tôi nghĩ là người ấy nói đúng. Nghĩa là cách bạn đối xử với người khác, đó là cách mà bạn sẽ đi tới người khác, cách bạn liên lạc với người khác, sẽ khiến việc của bạn sẽ được chấp nhận hay không. Một lần nữa, cũng không nên quá đề phòng, đừng quá ngần ngại, vân vân. Hãy là chính bạn và hãy cố gắng cải thiện cách mà bạn làm với mọi thứ. Bởi vì người ta sẽ nhìn nhận bạn qua cách mà bạn đối xử với người khác và rốt cuộc, người ta cũng sẽ đối xử với bạn theo cách mà bạn đã làm với họ. Vậy, đó là một cách quản lý và tôi muốn nói là cách xử sự của bạn sẽ góp phần cải thiện hoặc làm ảnh hưởng đến cách quản lý này. Ở đây, nói cho gọn, bạn có những công cụ, tất cả đều có tài liệu hết. Một lần nữa, tôi đưa ra một ví dụ cho câu chuyện này, giống với những công thức nấu nướng, mục đích là cho bạn hiểu được. Nếu bạn học một khóa học nào đó, có đầy những lý thuyết về quản lý. Vậy, ở đây tôi lấy một ví dụ về lý thuyết X của Douglas McGregor. Theo lý thuyết đó, bản năng con người là lười biếng và uể oải, thiếu tham vọng, dai dẳng, chống lại sự thay đổi, không thật sự xuất sắc. Vậy, cách quản lý theo kiểu lý thuyết này là tổ chức quản lý theo các hoạt động, những hoạt động cần được thực hiện. Vậy, chúng ta tổ chức công việc và thực hiện theo dõi bằng cách kiểm tra trực tiếp công việc. Phải nói cho người ta công việc phải làm, không để con người tự giác làm việc. Và Mark Greenberg cũng có một lý thuyết khác, là có những người thuộc lý thuyết Y, nói rằng con người không hề bị động hoặc dai dẳng, đơn giản, chỉ cần tạo cho họ một động lực để họ làm việc. Bởi luôn tiềm ẩn những tiềm năng trong mỗi người, và nếu con người được tiếp thêm động lực, thì con người có thể thực hiện mình tốt hơn. Vậy có một cách quản lý con người dựa vào sự tổ chức. Chúng ta sẽ đề cập đến những mục tiêu lớn và sau đó chúng ta sẽ cố vấn và kèm theo từng người nhằm cung cấp cho họ những yếu tố giúp họ nâng cao động lực làm việc để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Ở đây các bạn có mô hình do Tonenbaum and Smith. Đây là một công cụ thứ hai sẽ giúp bạn hiểu được từ khái niệm quản lý theo kiểu chuyên quyền do người đứng đầu chỉ đạo đến cách quản lý mang tính chất tập thể. Vậy, Tonenbaum and Smith đã định nghĩa 7 giai đoạn, 7 cách lãnh đạo khác nhau từ cách quản lý chuyên quyền cho đến cách quản lý tập thể. Cách đầu tiên, người lãnh đạo theo cách chuyên quyền đưa ra quyết định và thông báo ví dụ như tôi đã quyết sẽ phải làm như thế này. Đó là phong cách đầu tiên. Cách thứ hai là người lãnh đạo sẽ cố gắng chào bán quyết định của mình. Nghĩa là sẽ cố gắng làm cho nhân viên chấp nhận và làm theo quyết định của mình. Thế nhưng quyết định đã có và sẽ không thay đổi. Nhưng ít ra người lãnh đạo đã cố gắng thuyết phục nhân viên. Cách thứ ba là nhà lãnh đạo đưa ra ý kiến của mình và xem nhân viên có thắc mắc gì không. Ví dụ như, các bạn có câu hỏi gì về chỗ này không? Như vậy ít ra sẽ có một cấp độ mở, cấp độ tham gia cao hơn một chút. Tiếp theo là nhà lãnh đạo đưa ra một quyết định có thể thay đổi, được không ạ? Nghĩa là tuy đã quyết định rồi, nhưng quyết định đó có thể thay đổi. Tiếp theo, người lãnh đạo sẽ nêu ra vấn đề và nhân viên sẽ đưa ra các đề xuất, sau đó mới có quyết định. Cách thứ sáu là người lãnh đạo nêu lên các giới hạn và yêu cầu đội nhóm đưa ra những quyết định trong phạm vi của các giới hạn đã được đặt ra, trong khuôn khổ của các giới hạn đó. Và cuối cùng là cách quản lý tập thể phối hợp, đó là người lãnh đạo trao cho nhóm quyền quyết định. Vậy, đây là những công cụ để bạn dùng để cho phép bạn thấy được cách định vị bản thân của mình.
hoặc khi gia nhập đội nhóm, bạn có thể hiểu biết cách làm việc cụ thể của đội nhóm đó. Các bạn có những kiểu quản lý, những người quản lý. Bạn có những kiểu khác nhau để lý thuyết hóa một chút như sau. Bạn có những người cố gắng tránh né những vấn đề. Đó là khi có vấn đề thì họ tránh né nó, họ trốn tránh và họ không đối diện trực tiếp với nó. Và những người đó không thích sự đối đầu. Nhóm người tiếp theo là quản lý theo kiểu họ hay dùng một gậy và họ đề nghị những người khác. Thật ra họ chẳng đề nghị gì hết. Họ bắt người khác phải làm theo cách mà họ áp đặt. Rồi có những người thường hay xin lỗi. Lỗi không bao giờ do họ. Vậy, khi có vấn đề, họ đổ lỗi cho người khác. Và dù sao đi nữa, nếu có trục trặc, không phải lỗi của họ. Luôn luôn là lỗi của người khác, là lỗi của đồng nghiệp. Thế đấy, đây là những đặc tính trong quản lý. Tiếp theo, có nhóm người thích kiểu, tiếng Pháp gọi là bôi kem, tức là quản lý ưa nịnh hót. Có nghĩa là để đạt được điều gì đó, họ sẽ dỗ ngon dỗ ngọt. Ví dụ, họ sẽ trở nên tốt bụng, tốt một cách giả tạo, để cố gắng làm mọi cách để người khác làm theo điều mà họ muốn. Và có nhóm người quản lý theo kiểu huấn luyện và tập trung. Đây là những người giải thích các vấn đề và giải quyết vấn đề, và quản lý của họ là những người khác phải cần biết cân nhắc các vấn đề để có thể giải quyết chúng. Tiếp theo là nhóm người quản lý dân chủ. Họ mang đến cho đội nhóm cơ hội được bày tỏ và làm việc trong sự hợp tác và tin tưởng. Ở đây, trên bảng này, chúng ta thấy trình bày các kiểu quản lý tôi vừa nêu lên theo hai trục. Những người quản lý theo hướng con người, trục X, people, và những người quản lý theo hướng hoạt động, trục Y, task. Cuối cùng, những người quản lý theo hướng hoạt động tốt nhất, quản lý theo hướng con người, là những người làm coaching, đào tạo kèm theo, là người cuối cùng đã tìm được cách để dõi theo và tạo động lực làm việc cho những người khác. Một nhà lãnh đạo có thể trải qua những giai đoạn quản lý khác nhau. Ví dụ, lúc đầu, khi bạn thấy công việc không tiến triển mấy, hoặc đang có nhiều vấn đề, bạn có thể chỉ đạo đội nhóm một cách trực tiếp hơn. Nếu không phải áp đặt họ, thì ít nhất có thể buộc họ phải làm một điều gì đó. Và bạn sẽ nhận ra rằng, các nhiệm vụ mà bạn đã giao sẽ được thực hiện, nhưng có thể bạn sẽ phải trả giá về chất lượng quan hệ mà bạn có được với những người khác. Vậy đây là công cụ tôi cho rằng là khá thú vị, cần biết đến, để biết một chút về tính chất quản lý và lãnh đạo. Biết rằng, đằng sau mỗi kiểu quản lý, một lần nữa, đó là không có chuyện một người chỉ có một cách quản lý. Cùng một người có thể trải qua những cách quản lý khác nhau, tùy theo những tình huống sẽ gặp phải. Nhưng đôi khi, và đây là một lợi thế của những công cụ thường xuyên thiết kế tại các nước nói tiếng Anh, là những công cụ như thế này, mặc dù đơn giản hóa sự thực tế, nhưng có thể mô tả lại thực tế một cách khá rõ và cho phép phân loại được các hiện tượng, ngay cả khi phải coi chừng với việc phân loại này. Khả năng lãnh đạo. Người ta nói đến khả năng lãnh đạo. Vậy đó là cái gì? Đó là sức mạnh, quyền hạn mà bạn có thể thuyết phục người khác làm những gì mà bạn muốn họ phải làm. Đồng ý không? Vậy sức mạnh đó có thể trong lĩnh vực trí tuệ. Ví dụ như bạn được công nhận như một chuyên gia về một nội dung nào đó. Do đó, mọi người sẽ bắt chước bạn. Bạn có thể trở nên lãnh đạo do bạn có sức thu hút. Bởi vì khi bạn nói cái gì đó, mọi người sẽ lắng nghe bạn. Tất cả những thứ đó đều chứng minh khả năng lãnh đạo. Khả năng lãnh đạo có lúc không đơn giản. Để lãnh đạo có nhiều kỹ thuật. Được chứ? Có những kỹ thuật để lãnh đạo. Những khả năng lãnh đạo cũng phụ thuộc vào phẩm chất của từng người. Bởi vì có những người tự nhiên có khả năng lãnh đạo hơn người khác. Tuy nhiên, bạn có thể học tập được khả năng lãnh đạo. Bạn có thể học được những kỹ thuật và bạn hoàn toàn có thể cải tiến khả năng lãnh đạo của bạn đối với đội nhóm của bạn